dụng của lá tía tô đối với sức khỏe và tác hại của lá tía tô nếu dùng quá nhiều. Lá tía tô là một loại lá rất phổ biến ở nước ta. Lá tía tô vừa dùng làm gia vị trong nấu ăn, vừa dùng để chữa một số bệnh. Ngoài ra nó còn có công dụng làm đẹp da. Vậy cụ thể lá tía tô có tác dụng gì? Lá tía tô chữa được bệnh gì? Và cụ thể tác hại của nó ra sao? Cùng kênh Cây Thuốc Quanh Nhà tìm hiểu kỹ hơn về những tác hại và tác dụng của lá tía tô này nhé. Tác dụng của lá tía tô. Cây tía tô còn được gọi là cây tô ngạnh, cây tử tô, tô diệp. Đây là một loại cây được sử dụng làm rau ăn sống rất ngon, là gia vị rất phổ biến tại nước ta và nhiều nước khác trên thế giới. Ngoài việc sử dụng trong ẩm thực, cây tía tô còn giúp giải quyết một số vấn đề về da và được sử dụng phổ biến để chữa bệnh. Cây tía tô có vị cay nhẹ, tính ấm. Trong đông y, người ta chủ yếu sử dụng lá tía tô và cành lá tía tô để làm thuốc. Bên cạnh đó, tía tô còn có một số tác hại như sau. Tác hại của lá tía tô nếu dùng quá nhiều. Uống nước lá tía tô quá nhiều trong một thời gian dài có thể khiến bạn bị tăng huyết áp và ảnh hưởng đến hệ tim mạch. Việc tăng huyết áp cũng rất nguy hiểm nếu như bà bầu hoặc trẻ nhỏ sử dụng liên tục trong thời gian dài, xảy ra các phản ứng xấu đối với cơ thể. Trong trường hợp người dùng bị dị ứng với một số thành phần trong nước lá tía tô, đó là những tác hại tiềm tàng khi sử dụng lá tía tô làm thuốc. Để tránh được những tác dụng không mong muốn đó, quý vị hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ và những thầy thuốc có kinh nghiệm để có kết quả tốt nhất. Tiếp theo đây là những tác dụng của lá tía tô mà bạn cần phải biết để sử dụng khi cần. Nếu thấy video hữu ích thì quý vị đừng quên chia sẻ cho mọi người cùng biết. Lá tía tô chữa được bệnh gì? Một số tác dụng nổi bật của lá tía tô là giải cảm, giải độc, trị mề đay, mật ngứa, chống viêm da và dị ứng, chữa bệnh gút, bệnh phong hàn, chữa chứng nôn mửa, ngộ độc khi ăn hải sản. Ngoài ra, hạt tía tô được dùng để làm thuốc chữa bệnh như ho, hen suyễn, giúp tiêu đờm và chống tê thấp, làm đẹp da. Cách sử dụng lá tía tô hiệu quả. Bạn có thể dùng lá tía tô ăn trực tiếp như một loại rau thơm trong bữa ăn hàng ngày, hoặc làm rau gia vị nấu nướng trong một số món ăn như món ốc chuối đậu, trứng luộc lá tía tô. Bạn cũng có thể uống nước lá tía tô giúp giải độc, dùng lá tía tô xông hơi khi bị cảm. Ngoài ra, với tác dụng làm đẹp da, đắp mặt nạ bằng lá tía tô cũng là một cách rất phổ biến. Dưới đây là một số hướng dẫn cách sử dụng lá tía tô phổ biến dựa trên từng công dụng. Thứ nhất, chống ngộ độc thức ăn. Đây là tác dụng của nước lá tía tô được người dân Việt Nam sử dụng nhiều trong sinh hoạt thường ngày. Từ ngộ độc rau củ quả cho đến ngộ độc hải sản, hoàn toàn có thể uống nước lá tía tô để bài trừ đi phần nào độc tố trong cơ thể. Ngoài việc uống nước ép, bạn cũng có thể cho lá tía tô vào nấu cháo hoặc canh để giải độc cũng rất hiệu quả. Thứ hai, chữa cảm mạo phong hàn. Tía tô là vị thuốc đầu tiên được rất nhiều người nghĩ đến khi bị cảm lạnh. Công dụng của lá tía tô trong trị cảm mạo là giúp cơ thể toát mồ hôi và phục hồi nhanh chóng. Cách sử dụng lá tía tô chữa mạo cảm rất đơn giản. Bạn nấu cháo rồi cho lá tía tô vào ăn cùng khi còn nóng, hoặc lấy lá tía tô đun nước uống. Người bị cảm mạo cũng có thể dùng lá tía tô ngâm chân. Điều này sẽ góp phần giúp làm giảm triệu chứng cảm mạo một cách rõ rệt. Thứ ba, chữa bệnh gút. Trong lá tía tô có chứa một số thành phần có thể ức chế các axit uric, do đó làm giảm các triệu chứng của bệnh gút một cách hiệu quả. Người bị gút có thể ăn trực tiếp lá tía tô sống trong các bữa ăn hàng ngày hoặc uống nước lá tía tô để cải thiện tình trạng bệnh. Thứ tư, hỗ trợ điều trị bệnh dạ dày. Sử dụng nước uống từ lá tía tô có thể cải thiện tình trạng trào ngược dạ dày hiệu quả. Ngoài ra, nó còn hỗ trợ làm giảm lượng axit trong dạ dày, giúp làm lành các vết loét ở dạ dày khá hiệu quả. Với công dụng này, bạn chỉ cần lấy lá tía tô rồi đun với nước uống nóng trong ngày. Thứ năm, trị mẩn ngứa, mề đay, chống viêm và dị ứng. Trong lá tía tô có chứa một số chất như axit romarinic, luteolin, có tác dụng rất tốt trong việc chống viêm và dị ứng. Người hay bị mẩn ngứa, dị ứng nên dùng lá tía tô để ăn sống hoặc sắc nước uống thường xuyên. Bạn giã một nắm lá tía tô rồi vắt lấy nước cốt,
nước cốt dùng để uống, còn bã thì đắp lên các vùng bị mẩn ngứa. Khi da khô lại thì rửa sạch với nước ấm. Thứ 6, trị hen suyễn. Một trong những công dụng của lá tía tô là trị hen suyễn khá hiệu quả. Cách trị hen suyễn bằng lá tía tô như sau. Lấy khoảng 20g hạt tía tô tán thành bột, sau đó hòa với nước. Nước này có thể uống trực tiếp hoặc dùng để nấu cháo ăn. Đây là cách trị hen suyễn an toàn, lành tính. Ai có bệnh nên sử dụng bài thuốc này để hỗ trợ cải thiện triệu chứng bệnh. Thứ 7, chữa sừng vú. Bạn đun lá tía tô với nước để làm nước uống. Phần bã thừa đem đắp vào vú có thể chữa chứng sừng vú hiệu quả. Thứ 8, tác dụng làm đẹp da. Đắp mặt nạ bằng lá tía tô có tốt không? Tác dụng của lá tía tô với da được nhiều người kiểm chứng. Làm trắng da bằng cách tắm nước lá tía tô cũng là một phương pháp được phụ nữ Nhật Bản rất ưa chuộng. Để làm đẹp da bằng lá tía tô, bạn có thể đun nước lá tắm hoặc pha nước uống hàng ngày, đắp mặt hoặc cũng có thể xông hơi. Dùng để đắp mặt, dã nhuyễn lá tía tô rồi trộn với sữa chua không đường. Hòa hỗn hợp này lên mặt trong khoảng 15 phút, sau đó rửa sạch lại bằng nước ấm. Đây là cách trị nám da bằng lá tía tô, làm mờ dần đi các nốt tàn nhang, dùng cho tắm toàn thân. Nấu lá tía tô với nước sôi trong khoảng 15 phút, rồi dùng nước này để tắm. Phần bã thì để trà sát khắp người. Chỉ sau một thời gian ngắn, da sẽ trở nên mịn màng và sáng hơn rất nhiều. Ngoài ra, bạn có thể đun sôi hỗn hợp lá tía tô với gừng, xả. Cuối cùng cho thêm một chút muối biển. Xông mặt bằng hỗn hợp này 1-2 lần một tuần sẽ giúp da bạn được thải độc, lỗ chân lông thông thoáng, da trở nên mịn màng hơn. Những lưu ý khi sử dụng và cách bảo quản nước lá tía tô. Tác dụng của uống nước lá tía tô thường khá chậm, vậy nên bạn cần hết sức kiên nhẫn thì mới mau khỏi bệnh. Không nên uống quá nhiều bởi nó sẽ khiến bạn bị đầy hơi, chướng bụng và gây ra một số tác dụng phụ không tốt trên cơ thể. Nên bảo quản nước lá tía tô trong tủ lạnh khi không dùng đến, tối đa 24 giờ đồng hồ. Bởi lẽ càng để lâu, các dưỡng chất trong lá tía tô sẽ bị mất đi tác dụng. Nên uống nước lá tía tô trước khi ăn khoảng 30 phút sẽ có hiệu quả cao nhất. Trẻ em và phụ nữ mang thai có thể uống nước lá tía tô với liều lượng vừa phải sẽ tốt cho sức khỏe. Như vậy, tác dụng của lá tía tô đối với sức khỏe và làn da là không thể phủ nhận. Chỉ với một loại cây vô cùng phổ biến trong cuộc sống hàng ngày, nếu biết đến và sử dụng đúng cách sẽ đem lại cho bạn những hiệu quả không ngờ. Hy vọng bạn sẽ có thêm những thông tin hữu ích để chăm sóc sức khỏe một cách lành mạnh và hiệu quả. Ghé thăm cây thuốc quanh nhà thường xuyên để đón xem những video hữu ích về sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo của kênh Cây Thuốc Quanh Nhà.